Trước mắt toàn thể các bác đây là một mẫu xe sang, một mẫu xe tiện nghi an toàn, một mẫu xe mà lúc mới thì chỉ có những người gọi là có điều kiện, gọi là những đối tượng nhà giàu đấy ạ, thì mới mua được những cái mẫu xe như thế này. Còn những bác mà mua về chạy dịch vụ hay là mua về đi làm thì những chiếc xe này là không phù hợp đây. Đây là mẫu xe nhà giàu, mẫu xe mà thuộc những người có tiền các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem, đây là logo này, các bác nhìn này. Đấy, logo rất là chất. Chiếc xe được mang tên là Mercedes 200 các bác nhá. Đấy, nội thất bên trong của xe đây. Đấy, nội thất của nó là nội thất màu đen và bên ngoài cũng vậy. Chất liệu da xịn nguyên bản theo xe, từ phần tắp ni cánh cửa cho đến phần ghế các bác nhá, cho đến phần ghế luôn. Con này số tự động, máy 1.8. Đây là cần số của chiếc xe, các bác cùng xem nhá, em quay kỹ một chút. Và chiếc xe này của em là một chiếc xe vẫn còn cực kỳ chất, còn cực kỳ đẹp. Và đẹp xấu nào các bác nhìn vào một số vị trí cho em, như là cái ghế lái này. Ghế này là được dùng và ngồi nhiều nhất đúng không ạ? Mà cái phần mặt ngồi này các bác nhìn cho em này, cái phần mặt ngồi nó vẫn còn được đẹp, được mới như này luôn. Đấy, không bị nhăn, không bị nhăn và không bị lứt các bác nhá, không bị nhăn và không bị lứt. Đây, như vô lăng cũng vậy. Đấy, vô lăng của xe cũng vậy này. Nếu mà vần nhiều là vô lăng sẽ bị mòn đúng không ạ? Bấm nhiều là những cái nút bấm ở đây nó sẽ bị mòn đi. Đấy, như này. Đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, những nút bấm là chưa bị mòn nhá. Đấy, chưa bị mòn luôn. Và nút bấm ở đây nữa này. Đấy, nhiều con nút bấm này là bị mòn hết rồi, bạc trắng rồi. Đây này. Đấy. Con này của em được sản xuất năm 2008 và đăng ký ở đầu năm 2009. Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân, biển cũng rất là dễ nhớ, dễ đọc đúng không ạ? Đây, đèn pha của chiếc xe các bác nhá. Đèn pha xịn cao cấp nguyên bản theo xe. Có đèn bi cầu làm bên trong, rất là sáng khi ban đêm. La răng đúc của xe thì cũng đã được lên la răng đúc của đời cao rồi. Đấy. La răng nhiều chấu các bác nhá. Đây là phần đầu của chiếc xe. Đấy. Từ đời 2007 trở đi thì dòng xe Mercedes 200 cũng đã được lên form như thế này, form mới rồi. Đấy, từ 2007 trở về trước thì nó là form khác các bác nhá. Và trở về trước thì những chiếc giấy chỉ tầm khoảng hơn 100 triệu thôi. Và hiện tại em đang có một con xe Mercedes 200. Đấy, đời 2003, số tự động, máy 1.8, giá chỉ có là 130 triệu thôi các bác nhá. Đấy, còn như con này của em thì giá nó sẽ cao hơn. Đấy, giá nó sẽ cao hơn. Đây là phần form dáng bên ngoài mà em đang quay sơ qua để cho các bác xem, các bác thấy, các bác cảm nhận. Các bác đang quan tâm đến Mercedes thì bên em nhiều lắm, vẫn còn rất là nhiều luôn các bác nhá. Đấy, tầm khoảng trên dưới 200, trên dưới 300, rất là nhiều Mercedes luôn. Toàn Mercedes đẹp, toàn Mercedes không lỗi thôi các bác nhá. Đấy, những dòng xe Mercedes mà nó bị lỗi là bên em không nhập về đâu. Kể cả những dòng xe thông dụng khác nữa là bên em cũng không nhập các bác nhá. Bên em không bán xe lỗi. Đấy, cho nên là các bác yên tâm về chất lượng đối với những chiếc xe mà bên em bán ra. Xe vẫn thiết kế có hai chìa khóa này, vẫn hai chìa khóa xịn nguyên bản theo xe. Và chìa Mercedes đây các bác xem này, nhìn rất là hay đúng không ạ? Đấy. Đây là ổ khóa đây. Và đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đấy, có cả nóng và có cả lạnh. Điều hòa đây. Đây là âm thanh các bác nhá, điều hòa dưới và đây là âm thanh. Đây là dàn âm thanh của chiếc xe và đây là màn hình. Đấy. Màn hình này thì các bác nếu mình thích mình để nguyên, còn mình không thích nó bé, không thích cái màn hình này thì mình có thể là về độ cái màn hình to hơn, cỡ lớn nằm ở đây các bác nhá. Đấy, độ vào chỉ mất có mấy triệu thôi là mình có thể là độ được rồi. Đấy, sàn của xe được lót thật hàm trải sàn 5D. Ở dưới đây vẫn là nỉ này các bác này, vẫn là nỉ zin này. Ở chỗ này là cốp đồ nhá. Đấy, cốp đồ. Đấy, có cổng USB và AUX. Đấy, chỗ này là tu khí an toàn. Đấy, tu khí an toàn. Táp lô của xe được thiết kế bằng chất liệu da. Riêng những dòng xe Mercedes thì bao giờ nó cũng là bằng chất liệu da đúng không ạ? Còn đây là cốp đồ nhá. Cốp đồ và khi mình gập lại như này thì sẽ tạo thành một cái chỗ để tì tay. Và đây là cốp đồ nữa này. Đấy, chỗ này điều khiển âm thanh các bác nhá. Đấy, cổng điện ra 12V. Còn đây là gạt tàn thuốc lá. Rất là nhiều. Vô lăng tích hợp và có phím điều khiển âm thanh. Và điều khiển cả mình đàm thoại rảnh tay. Đây, tu khí an toàn. Và có cả đi ga tự động cruise control. Đấy, chỉ cần mình điều khiển cái cần thôi, không cần phải đạp chân ga. Đấy, không cần đạp chân ga nhá. Chân ga nó thì ở dưới đây đúng không ạ? Nhưng mình không cần đạp đâu, mình cần điều khiển nó đi rồi. Đấy. Một số tiền các bác bỏ ra cực kỳ hấp dẫn. Bên em có đổi xe nhá. Các bác có Moling i10
hay là những cái dòng xe Vios đều đổi được hết chiếc xe này các bác nhá. Mình đến địa chỉ là 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe, chạy thử cảm nhận những mẫu xe bên em đang bán là có các bác nhá. Bây giờ em quay chi tiết cho các bác xem về cái mẫu xe Mẹc C200 này đây. Bác nào quan tâm alo cho bên em để được chốt giá tốt, chốt giá thơm, chốt giá yêu các bác nhá. Chỉ với tầm tiền các bác bỏ ra là hơn 300 triệu một chút thôi, các bác đã có thể mua xe này rồi. Keo chỉ của xe là vẫn còn nguyên các bác nhá. Máy số đại chất, tất cả chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường. Các bác mua về đi luôn, dùng ngay. Đấy, các bác alo để được bàn bạc về giá, để được thương lượng giá nhá. Đấy, các bác mua được giá nào có thể là mình cứ alo bên em. Bên em thấy có lãi là để cho các bác thôi. Các bác nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi follow nữa để theo dõi cập nhật những chiếc xe, những mẫu xe mới nhất bên em tải về. Các bác nhá, bên em mang về và tải lên cho các bác xem. Bây giờ em quay chi tiết này. Đây là phần mép cánh cửa nhá. Đấy, lòng trong sơn xi, xe rất là bóng. Keo chỉ của xe nó vẫn còn này. Đấy, phần mép cánh cửa đây. Đấy, mép cánh cửa đây. Đồ nhựa của xe nó không bị bạc, không bị ố các bác nhá. Đấy, những cái phần da của xe nó cũng vậy, là không bị kém này. Đấy, không bị kém các bác xem. Rất là căng đều. Bốn kính điện lên xuống nhẹ êm. Đấy, âm thanh nghe rất là chất, đầy một loa. Và những cái loa nữa được thiết kế ở những cái cánh và đằng sau các bác nhá. Đấy, gioăng cửa xe cũng là gioăng cửa xịn, xịn nguyên bản theo xe, rất là dẻo và rất là dai. Đấy, những bản lề vách cánh cửa xe đẹp. Cửa xe là không bị sệ các bác nhá. Đây vách cửa đây. Đấy, thông tin này. Đấy, móc khóa này. Gioăng cửa này. Đấy, gioăng của xe là gioăng mộc lý bên ngoài, bên trong là cao su. Đấy, chỗ này lẹp, có lẹp này. Lẹp là lẹp Hilux. Đấy, đăng kiểm của xe còn đến tháng 6 năm 22. Đấy, nó còn khá là dài đúng không ạ? Dòng Mẹc thì các bác biết rồi. Khung sườn nó rất là dày và chắc chắn. Tôn thép của nó tốt các bác nha. Tôn thép rất là cứng chắc, tốt. Khó để han gì này, khó để mục mọt này. Đấy, và khó để móp méo các bác nha. Và khi mà có xảy ra cái trường hợp mà hữu hữu là bị va chạm đi thì những cái dòng xe Mẹc này nó không ảnh hưởng đến khung vỏ nhiều các bác nha. Ví dụ như Vios hay gì đó thì nó sẽ bị méo và thậm chí ảnh hưởng đến người ngồi bên trong đúng không ạ? Những dòng này thì rất là an toàn rồi. Đấy, túi khí nhiều này rồi thân vỏ cứng này cho nên rất là an toàn các bác nha. Rồi tiếp theo em mời các bác xem đến cánh nữa. Đây, một cánh nữa đây. Đấy, lòng trong sơn xi này rất là sáng bóng đúng không ạ? Tất cả phần 4 táp ly của xe đều bằng chất liệu da nha các bác. Đây, chỗ này là cũng là da xịn cao cấp nguyên theo xe đây này các bác này. Đây, cánh của xe hiện tại em đang mở ra các bác xem. Phần khung cột kèo xe là nguyên zin nhá, không bị mất đinh nhá. Đây, xe ok, em quay kỹ như này để các bác xem cảm nhận. Thấy ưng rồi thì cứ xem đi xem lại cho em. Đấy, thấy chiếc xe phù hợp rồi cứ đi xem lại. Thấy chiếc xe mà đáng mua thì chỉ việc bàn về giá thôi đúng không ạ? Trần của xe thì vẫn là trần nỉ zin, trần nỉ theo xe. Cửa đóng êm nhẹ các nhá. Có sinh nhan nằm ở trên gương đó. Có cụm gương tự động nữa. Đấy, chiếc này các bác muốn cho nó bóng hơn thì về mình đánh bóng đi một lớp, một nước nhá. Đánh bóng một nước cho nó bóng hơn, cho nó sáng hơn, cho nó long lanh hơn. Đấy, tất nhiên thì sơn xi của xe này vẫn đẹp, đây các bác nhìn này, nó vẫn đẹp nhưng mà mình muốn cho nó bóng hơn mình đánh đi các bác nhá. Lâu ngày một thời gian rồi thì tất nhiên nước sơn nó cũng sẽ xì xì một chút. Đây, em quay các bác xem cái vị trí này, form vỏ này rất là ok. Đây, nước sơn đẹp đúng không ạ? Đèn trước đèn sau đẹp sáng. À, đằng sau đây có những cái mắt cảm biến lùi nha các bác. Có những mắt cảm biến lùi và có cam. À, chỗ này có cam này nhưng mà màn hình thì để ở góc. Đi em quay các bác xem cái màn hình. Đấy, chữ C250 này thì anh chủ trước anh ấy dán thêm vào thôi. Dán thêm thay cái số 0 thành số 5. Chứ còn của nó là C200 các bác nhá. Để chia sẻ với em như vậy. Dòng sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng. Lốp dự phòng có thứ đầy đủ. Đấy, đèn này sáng bóng đúng không ạ? Và tiếp theo các bác cùng xem những vị trí nữa. Đấy, gioăng cửa đẹp này. Đấy. Các bác xem trên video này rồi mà mình muốn xem thêm hình ảnh thì cái kết nối Zalo cho bên em nhá.
tiếp đây này, các bác thấy không ạ? Vị trí góc cạnh của xe là em quay rất là kỹ. Đây, nước sơn ở trên đây thì rất là bóng đẹp, có một vài vị trí thì nó kiểu nó không được bóng lắm. Đây các bác xem này. Đấy. Cũng bóng rồi nhưng mà chưa được bóng lắm nhá. Để chia sẻ với các bác như vậy, chưa được bóng lắm. Về chỉ cần đánh đi một nước mấy trăm nghìn thôi. Đấy, tầm khoảng 700-800 nghìn thôi thì cái nước sơn nó sẽ bóng hơn rất là nhiều. Ở chỗ này có tu khí an toàn nhá, và ghế bên kia cũng vậy. Đấy, ghế bên kia cũng vậy, có tu khí an toàn. Và trên cột này nhá, trên cột này cũng có tu khí này, và cột bên đây cũng vậy. À, thiết kế đến bên trên đây thì sơ sơ là có 6 tu khí rồi. 6 tu khí an toàn. Cũng giống như những chiếc xe khác thôi thì chiếc xe này cũng thiết kế cho mình là những cái không biết làm sao mà rất là nhiều mũ này. Vâng, chỗ này lý đẹp này các bác này. Đấy. Lý đẹp này, chỗ này thì để nước này. Để nước các bác nhá. Đấy, dưới đây là có một cái giải loa, một giải âm thanh. Dưới cùng kia là một cái thanh tròn tròn, chính là cái thanh mà để mình che lắng các bác nhá. Và cái rèm che lắng thì mình bấm ở trên cho em, bấm ở trên cái phần trên khu vực táp lô kia kìa. Đấy, các bác nhá. Trên táp lô có một cái nút bấm để điều chỉnh cái rèm đấy lên và xuống. Không cần phải dùng tay, chỉ cần bấm nút thôi. Đấy, cửa này. Những cái phần nhựa cửa đây các bác thấy này, ok đúng không ạ? Đây, quay gần một chút cái phần cánh cuối cùng, chính là cánh lái của chiếc xe này. Dưới đây là lỉ nhá, chỗ này đèn mở. Khi mở cửa thì đèn nó sẽ báo sáng như vậy để an toàn cho người đi đường. Chỗ này là da xịn, nguyên theo xe và các bác nhìn này. Đấy, theo 5 tháng dụng, những chỗ tỉ tay bám nắm như này nó vẫn còn rất đẹp. À, bên đây có ghế điện nhá, ghế điện kết hợp với ghế cơ. À, chỗ này là phanh tay này, nhiều bác bố đây là cái gì, chính là phanh tay, còn kia là chân ga với lại chân phanh nhá. Ghế lái rất là căng đẹp luôn các bác thấy đúng không ạ? Tem cái thứ của hãng Mẹc người ta dán vẫn còn này. Ở chỗ này là công tắc bật đèn nhá, bật đèn đây. Đấy. Chỗ này là cái màn hình. Đấy, khi mình lùi mình nhìn nó cho em cái đồng hồ. Đấy, các bác cùng xem nhá. Đấy, em quay xong cái phần nội thất bên trong rồi, em mời các bác xem đến cái phần vỏ sơn si. Đây, nước sơn vỏ vẽ đây các bác xem này. Đấy, rất ok luôn này. Cửa đóng mở nhẹ nha các bác. Vít đều. Xe không lỗi mà không đâm va và không ngập nước mà. Xe đâm va hay là tai nạn là bên em không nhập về. Và những mẫu xe ngập nước đó bên em cũng không nhập về các bác nhá. Và giấy tờ không chuẩn chỉ là bên em cũng không nhập về. Không nhập về tất nhiên là các bác nhà mình cũng sẽ không có để mà mua rồi đúng không ạ? Ok. Đấy thì mời các bác xem phần vỏ bên ngoài chi tiết nhá. Đây cặp đèn pha xe rất là trong sáng này. Bật lại ga lăng của xe thì được ốp lốp này. Các nhìn này. Đấy, mình cũng thích cái mặt nạ này thì mình có thể đổi mặt nạ khác được nhá. Cái biển số kia thì nó bọc cái meca bên ngoài. Đấy thì nó cũng không được sáng lắm. Các bác mình có thể là thay cái mặt lạ, mặt cái mặt meca khác. Đây, cái phần biển này mình thay cái mặt meca khác hết có 300 nghìn thôi các bác nhá. Đấy, cả trên cả dưới 300 nghìn thôi. Rất là rẻ đúng không ạ? Ở trên đây thiết kế có những cái mắt cảm biến này. Đấy, bên đây có mắt cảm biến và bên kia cũng vậy. Có mắt cảm biến nhá. Na răng đúc rồi phanh ABS, rồi phanh đĩa. Rồi những chiếc xe này thì tất nhiên sẽ có hệ thống chống trơn trượt. Rồi cân bằng điện tử đầy đủ rồi. Các bác xem phần vỏ bên ngoài cho em. Xem nốt phần vỏ ngay. Nốt phần vỏ bên ngoài này. Kính của xe thì dán rồi. Kính dán rồi. Gioăng đẹp nhé. Gioăng đẹp. Và cái phần này cũng đẹp này. Lóc đây. Kính của xe 4 kính nên xuống nhẹ nhàng, không bị vỡ các bác nhá. Rồi ok, quay gầm quay máy thôi đúng không ạ? Phần đây thì nó có cái lý này thì người ta cứ xịt cái ấy vào đây, người ta xịt cái nước vào, người ta xịt nước vào cho nên là lý nó hay bị sùi.
chứ còn này không vỏ những cái dòng xe mẹt này thì các bác yên tâm rồi nhá, khung vỏ nó rất tốt, rất là dày chắc, không bục ngoặt được đâu, khó lắm. Em chưa mua được chiếc xe nào mà em chưa mua chiếc xe mẹt nào mà nó bục ngoặt cả. Có thì chỉ được khác gì một chút thôi. Bên ngoài có nút bấm từ một chạm này rồi, có cái ổ khóa để cho mình vặn, cho mình vặn. Bây giờ máy nhá. Chiếc này máy rất là ngon. Máy số rất là ngon nhá. Máy số không có vấn đề gì cả. Đây em nâng cabo lên và xin mời các bác xem vào khoang động cơ. Máy 1.8 thôi thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe mẹc này thì nó dao động tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, chỉ như vậy thôi, rất là hợp lý. Đây, máy đây, máy dọc. Máy khô khan sạch sẽ và bên em đã vệ sinh rồi. Các bác mua về cứ thế đi thôi, đổ xăng là chạy. Về vấn đề xăng tên đổi chủ bên em hỗ trợ, hoặc là các bác làm công chứng ủy quyền cũng vậy, bên em sẽ hỗ trợ nhá. Vận chuyển nữa, bác nào mà không đến trực tiếp được thì bên em sẽ chuyển xe tới tận nhà. Chuyển xe tới tận nhà cho các bác xem, kiểm tra, test xe. Và khi mình thấy ưng thì lúc đấy mới bỏ tiền ra để mua. Còn không ưng thì bên em lại đánh về nhá, cũng rất là vui vẻ luôn. Mọi thắc mắc thông tin các bác cứ alo cho bên em nhá, theo những số điện thoại ở trên đây, số 093 858 6307, hoặc 0389 000 555, và số 0866 181 628. Đấy là những số mà bên em đang dùng các bác nhé. Hãy alo để được tư vấn nhiều hơn, kỹ hơn, để được chốt giá yêu hơn, hợp lý hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt ạ.